Quý vị và các bạn thân mến, quý vị các bạn đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ các bạn là những chú đà điểu giống mới nhất của năm 2019. Yêu sao thì gáy chim cu, về đà bể nước lời ru của bầm. Vừa chim cu gáy miền Bắc, cũng cần thay là đà bể xin kính chào quý khách. Kênh chim cu gáy hay cũng như vườn chim cu gáy của đồng chí Thao tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương đăng tải và cung cấp con giống cho bà con. Đây là quy trình mà mình chuẩn bị để gửi cho các bạn, đóng vào thùng xốp gửi cho các bạn các tỉnh từ Bắc và Nam. Những con chú đà điểu này đã rất là khỏe mạnh, đã có quy trình thuốc. Nếu như quý vị các bạn cẩn thận khi mà các bạn nuôi về tầm 10 kg thì các bạn tiêm Newcastle theo tỷ lệ trọng thể, dùng Newcastle của gà. Thức ăn của chúng là cám gà loại viên, loại tốt có thương hiệu trên thị trường, chiếm 21% đạm. Ngoài ra các bạn có thể thái rau muống, rau hoa trắng, những cái loại rau cỏ mềm thái nhỏ ra để cho nó ăn, tạo chất xơ và mát ruột. Thể lệ mua thì các bạn chuyển khoản trước và chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn để chuyển cho các bạn. Chuyển thì bao gồm cả tiền giống và tiền vận chuyển, tiền bao bì. Đấy, cái khu vực mà các bạn có thể lấy được là toàn bộ các bạn ở các khu vực tỉnh miền Trung, miền Bắc, miền Nam và các bạn miền Tây. Đó, thì các bạn miền Tây thì có thể là các bạn gần khu vực bến xe miền Tây hoặc bến xe miền Đông. Đó. Chúng tôi đã có văn phòng hiện, chúng tôi đã có văn phòng đại diện để có thể là viết phiếu, nhận tiền đặt cọc hoặc là giao dịch với các bạn tại bến xe miền Đông qua hệ thống nhà xe văn phòng Anh Khuyên. Đó. Các bạn thân mến, đây là những cái hình ảnh mà tôi chia sẻ để cho bà con nông dân nuôi con đà điểu, nghiên cứu về con đà điểu. Con đà điểu này thì nó sau 8 tháng thì các bạn có thể xuất bán được. Và nó ăn rất tạp, nó ăn như là gia cầm. Bạn cứ hình dung là con ngỗng, con gà, con ngan, nó ăn cái gì thì phải ăn cái đó. Đặc biệt là chúng ta tận dụng những cái chất cỏ, chất xơ như cây chuối, bèo, cỏ voi, các bạn thái phay nhỏ ra, chúng đã rất thích ăn. Tất cả những hàng rau củ quả và ngũ cốc chúng rất thích ăn. Cái tốc độ lớn nhanh nhất là giai đoạn từ 25 cân đến giai đoạn 8-90 cân là tốc độ lớn rất nhanh. Các bạn có thể thấy là chúng tôi đã cung cấp con giống trong nhiều năm qua và đã cung ứng trên mọi miền Tổ quốc. Có những bạn ở Công Tro, có những bạn ở Gia Lai, có những bạn ở miền Nam, có những bạn ở Phú Quốc, có những bạn ở bên nước Lào, rồi có những bạn ở các khu vực các tỉnh phía Bắc đã nuôi và đã quay lại đặt mua hàng cho những năm tiếp theo. Đó. Nhiệt độ của những chú đà điểu này khi các bạn úm nó rơi vào tầm 30 đến 33 độ. Đó. Đây là con giống nó ưa thoáng. Đấy, ưa thoáng và ưa nóng. Đó. Nếu như cái loại như này mỗi một ngày các bạn cho nó ăn khoảng 1 viên B1 là rất tốt. Đó. 1 viên B1 các bạn có thể vứt ra lề nhà này, nó sẽ nhặt luôn. Đấy, nó sẽ nhặt luôn. Hoặc là các bạn dùng những cái thuốc B complex để các bạn úm như gà. Đấy. Chúng ta phải thắp bóng sáng về đêm để cho nó không bị hoảng loạn, không bị rắn chuột ảnh hưởng. Loại này thì chúng là tập tính bầy đàn và rất là hạn chế, rất sợ tiếng còi ô tô. Đấy, tiếng động bất thình lình. Một trong những cái nguyên nhân mà các bạn nuôi để hao hụt đầu con là các bạn làm chuồng không phẳng. Đấy,
có những cái hố, có những cái gốc cây, có những hòn đá làm cho chúng hoảng loạn, chúng chạy và bị lệch khớp chân. Chúng thiếu canxi, chúng cũng bị liệt. Chúng thừa canxi, chúng cũng bị liệt. Các bạn nên quan sát và nên giai đoạn 2 tháng tuổi đầu các bạn không yêu cầu phải lớn nhanh làm gì cả. Các bạn chỉ yêu cầu nó giữ được đầu con và nó khỏe mạnh, vận động tốt. Các bạn, nhiều bạn thấy nó ăn được cái giống này nó ăn rất tốt. Nhiều bạn thấy nó ăn được cứ cho nó ăn, nó béo như con lợn ỉ, nó không đứng được. Cái xương chân của nó không đỡ được cái cơ thể của nó các bạn nhé. Trên cái thùng xốp mà tôi chuyển cho các bạn đi thì nó sẽ có cái bản hướng dẫn chăn nuôi và một số những cái lưu ý, một số những cái rủi ro, một số những cái tình huống mà tôi đã đúc rút được sau nhiều năm bán con giống ra thị trường qua ý kiến khách hàng phản hồi. Thì tôi cũng có đúc kết và in ra những cái tờ A4. Các bạn nhất thiết khi nhận con giống các bạn phải đọc kỹ. Nếu có vấn đề gì chưa hiểu, còn thắc mắc, các bạn có thể gọi đến tổng đài 033 5305982, gặp đồng chí Thao, chủ trang trại chim cu gáy ngoài miền Bắc. Đó. Mọi vấn đề các bạn cố gắng gọi vào giờ hành chính. Đó. Cố gắng gọi vào giờ hành chính. Tất nhiên trong những trường hợp cần khẩn thiết thì tôi có thể vẫn phải nghe để giải quyết cho các bạn những cái tình huống như vậy. Các bạn thân mến, con đà điểu hiện nay là một con giống được nuôi phổ biến tại quê hương chúng tôi thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, nơi mà may mắn có ngự trú Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương, một trong những đơn vị trực thuộc của Viện Chăn nuôi và là một trong những đơn vị được may mắn nhận cái thiên chức là nhân giống và nghiên cứu về con đà điểu. Những chú đà điểu này được nhập từ châu Phi, ban đầu 100 trứng và ấp chỉ nở được có 38 con. Hiện bây giờ đã gây ra rất nhiều và con giống sau khi ấp 42 ngày sẽ nở. Và chúng sẽ nở ra và chúng sẽ nhanh như con ngỗng con, chúng có thể ăn uống luôn. Đó. Khi nở ra chúng ta có thể vận chuyển con này trong vòng 2 ngày rưỡi, đi trên đường không ăn không uống nó vẫn sống. Đó. Yêu sao thiên cánh chim cu, cây đa bể nước, lời ru của bầm, vừa chim cu gáy miền Bắc, Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội. Mẹ nói rồi không ra nhiều rồi đấy ạ.